Hôm nay có một cái tổng kết rất là thú vị bà con ạ. À, tổng kết về việc củi, lò củi rất là thú vị. À, cái tổng kết là từ trong cái từ đầu năm á, từ đầu năm 2024 cho đến nay đó là đã bắt khởi tố hoặc là bắt tạm giam 6 người, chức vụ là coi như khá là khủng, quan đầu tỉnh đó, bí thư tỉnh ủy, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, à, 6 mạng như vậy nha bà con, à, 6 mạng. Đây, bây giờ chúng ta xem cái tổng kết này nha, à, khá là hấp dẫn. Cái này trang tin cổng thông tin điện tử chính phủ nha bà con. Đó. Không? 6 bí thư tỉnh ủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh. À, không có tính mấy phó chủ tịch đồ ha. Như vậy nó tính thì là thì sẽ nhiều hơn nữa. À. Đây. Cụ thể, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng. À. Ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng. Bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân tỉnh Vĩnh Phúc. À, là ba rồi phải không? Ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ông Lê Duy Thành là bốn rồi phải không? Chủ tịch ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đặng Văn Minh, chủ tịch ủy ban tỉnh Quảng Ngãi. Ủa sao năm ta? Để coi đọc lại coi. Ông Quận là một, ông Hiệp là hai, bà Lan là ba, ông Hoàng Anh là bốn, ông Lê Duy Thành là năm, ông Đặng Văn Minh là sáu. À đúng rồi, sáu 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 cái loại là coi như là củi, gọi là củi gộc của các tỉnh ấy, thấy không? Đây là ông nào đây? Ông này là ông, để coi, ông này chưa có tính nè, ông Trương Dương Thái này chưa có tính, bởi vì ông mới chưa có khởi tố mà Quốc hội đồng ý khởi tố thôi. À, ông này chưa có tính nha, mới đồng ý khởi tố thôi, chưa tính ông Dương Văn Thái ha, là đã 6 ông bà. À, chưa tính ông Dương Văn Thái đây, nhưng mà đây tính là từ cái bà này. Đây là một là bà Hoàng Thị Thúy Loan ha, à Thúy Lan. Bà này bà đặt cái họ cái chữ lót với cái tên rất khó đọc, dễ lộn. Đã Thúy thì phải Loan, còn Thúy mà Lan thì khó đọc quá. Hoàng Thị Thúy Lan à, hơi khó, dễ lẫn lộn. Làm Hoàng Thị Lan cha đi hả? Mệt ghê. Đó. Hoàng Thị Thúy Lan ha. Là một. Đây, chúng ta coi lại, coi thì bắt ngày nào nha. Ngày 26 tháng 2. Bà này là sớm nhất ha. Ngày 26 tháng 2. Đó, rồi tiếp này. Tiếp. 26 tháng 2. Rồi. Tiếp là Phạm Hoàng Anh là phó bí thư thường trực. Ủa chứ mấy chức này to lắm bà con ạ. À. Mấy chức này to ghê lắm. Trời ơi, mà lên đã lên phó bí thư thường trực tỉnh ủy rồi thôi. Trời ơi, nó to như cái núi. Tôi có người bạn bạn học cùng thời đại học. Hiện nay là phó bí thư trực cũng một tỉnh ở miền Trung. Mà tôi ra quê vậy chứ cũng đâu có dám điện thoại gặp gặp cái người bạn này, bởi vì ổng to quá đi, phải không? Mình gặp nó kỳ, mình ngại. À, bây giờ bạn bè bạn thân nhưng mà giờ nó lên là phó bí thư trực tỉnh rồi, tỉnh ủy. Đó, giờ mình gọi điện mình gặp nó mình ngại lắm, cho nên mình lơ luôn, mình không gặp. Ra quê thì coi như đi chơi mấy đứa khác thôi đó, cho nên to lắm. À, để coi ông này bị bắt vào ngày nào nha. À,
đâu 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 không có thấy ngài bắt ta, không thấy ngài bắt, không thấy ngài bắt ha, này không thấy ngài bắt. Rồi tiếp Lê Duy Thành này, đó đây là ông Lê Duy Thành, Lê Duy Thành phó bí thư tỉnh ủy, thấy không? Coi thử ngài bắt ngày nào chứ không thấy ngài bắt gì cả. Hình như mùng 8 tháng 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 3 hả? Phải ngày mùng 8 tháng 3 không? Không, cũng ngày 26 tháng 2 luôn. Cùng với lại là bà Thúy Lan ngày 26 tháng 2. Là hai mạng rồi ha. Hai mạng rồi. Hai mạng rồi. Thêm là ông Đặng Văn Minh ha. Phó Bí thư tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Ông Đặng Văn Minh là ba. Ông này coi ngày nào. Coi thử ngày nào nha. Đặng Văn Văn Minh. Cũng ngày 26 tháng 3 luôn này ta. À. Phải không ta? Hay mình lộn ngày? À không. Không phải mình lộn ngày rồi. Đó ngày 26 tháng tháng 2 là ngày ngày khởi tố của cha hậu nha bà con. Khởi tố cha hậu. Rồi tới tiếp Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận. À, Quận Trần Đức Quận ha. Ngày ngày 24 tháng 1. À ngày 24 tháng 1. Trần Đức Quận, ông này là cái ông mà coi như là đi họp rồi không thấy về á. Bà con nhớ không? Đây ông Trần Đức Quận. To thế mà bị rớt đài, không chịu là tu thân tích đức gì hết. Rồi tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. À đây ông Trần Văn Hiệp đây, Trần Văn Hiệp đây. Hết chưa, nãy giờ hết mấy, hết sáu ông chưa, sáu ông bà chưa? À hình như còn một ông nữa phải không? Hết sao ông bà chưa? Hình như hết rồi đó. Đó. Hết rồi. Như vậy là 6 khúc củi. Thật là bự ha. Đó. Không tính phó chủ tịch đồ nha bà con, chỉ tính chủ tịch tỉnh thôi nha. Và bí thư tỉnh và phó bí thư tỉnh trực thôi. À là hết 6 6 ngày ha, 6 ngày. Ui giời ơi.